Bà ốm có ăn uống được gì không? Tôi cũng chả ăn được mấy. Cháu mua cho bà bát bún. Đây, bà ăn đi mà sống lâu với con với cháu. Giờ chả làm gì ra tiền. Sống lâu chúng nó ghét chứ sướng gì đâu. Cảm ơn chú nhá. Húp cố xem có được không. Ôi trời ơi. Ăn uống chán quá. Thế bà ốm đau, các cô các chú con của bà vẫn chăm sóc tốt chứ? Chúng nó chỉ mong tôi đi sớm cho bớt gánh nặng chứ tốt cái gì. Tuổi già chẳng được trông cậy gì vào các con. Nghĩ mà cay đắng héo ho lo buồn lòng. Ông giời ơi, ông mang con đi cho nó xong. Có bác Sò chị Hến ở đây em cũng nói thẳng luôn, mẹ là mẹ chung thì cũng phải có trách nhiệm chung. Mẹ ốm đau thì phải thay nhau trông nom chứ không thể đùn đẩy hết cho vợ chồng em được. Chú ở với mẹ trông nom là đúng rồi còn kêu cái gì? Chị đi lấy chồng theo phận nhà chồng, trông nom thế nào mà có nói buồn cười thế? Không lằng nhằng, cứ chia ra, không có lý do lý chấu gì cả. Đấy, vào bác Sò rồi nhá. Bây giờ bác sang khiêng bà cụ về đây mà trông nom. Ông ơi, lấy hộ mẹ cái khăn mặt mẹ lau mặt mũi cái. Mặt nhợt nhạt quá. Ông ơi, giúp mẹ với. Mẹ đi đâu mà phải lau mặt với chả lau mũi? Đợi anh Ngao về làm cho. Còn có ba đầu sáu tay đâu mà hầu hết người già đến người trẻ ở cái nhà này tự nhiên lại ốm với chả đâu. Mẹ đâu có muốn ốm muốn đau để phiền các con. Tuổi già bệnh tật nó đổ bộ vào người thì làm thế nào được. Mẹ ba người con mà hai người kia chẳng thấy đến trông nom, việc gì cũng đến tay vợ chồng con thì ai mà chịu được. Có chuyện gì mà oai oái thế? Mẹ anh muốn rửa mặt đây, mang cho mẹ anh đi. Ăn ở thế nào mà nặng mùi thế? Thằng bé ơi, hai rửa mặt đây. Ôi giời ơi, cái thằng kia, mẹ có hỏi đâu mà mày phải làm như thế. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 11 ngày, mà giờ đối xử như thế này có đáng cay. Nè thím ốc ơi, cho tôi mượn cái khẩu trang dày dày một tí nhá. Cũng dày dặn ghê. Năm mươi cân cả bì. Bà ơi, đi mua hộ mẹ ít cám tăng trọng để mẹ vỗ béo cho bà nào. Đợt tôi, chúng tôi sẽ xây dựng một khu du lịch sinh đẻ ở đây. Du lịch cái gì mà lại sinh đẻ? Nghe lạ ghê nhỉ. Ồ, không lạ đâu, không lạ đâu. Du lịch xong về là đẻ. Mảnh đất này, chúng tôi sẽ mua lại của ông bà với giá là 5 tỷ. Xuống chó mãi giờ chuẩn bị lên voi rồi mình ơi, sắp giàu rồi. Mảnh đất này vẫn đứng tên bà cụ chứ có phải của vợ chồng mình đâu. Giờ phải làm sao? Mẹ về với đội của con. Mặc cảm luôn.
Bác Sò ơi, giờ này mà bác vẫn ngồi ị thần cụ ở đấy à? Mảnh đất của mẹ được đền bù cả tiền tỷ đấy. Mẹ về bên nhà con. Mẹ yêu của con về nhà con. Con yêu mẹ nhất trên đời, mẹ về ở với con. Mẹ của con, mẹ về với vợ chồng con. Ai mà tranh được của con chứ. Mẹ có phải là quả bóng đâu mà chúng mày cứ đá đi đá lại thế hả? Tôi nói cho cô chú biết nhé, đây là mẹ của anh. Mẹ của em. Mẹ của vợ chồng em. Mẹ yêu ăn miếng giò cho mát mồm nào. Nào mẹ kè cái lưỡi ra, ăn cái kẹo cho đỡ thối mồm nào. Mẹ ăn bát cơm xong con lại đơm bát cháo nhá. Mẹ ăn của con đi. Mẹ ăn của con. Ăn của con đây này. Ủa giời ơi, chúng mày thèm của cải vật chất thế đến thế cơ à? Mẹ, của cải ai chả thèm. Mẹ cho chúng con nha. Ngoài cái tiền đền bù đất cát ra thì mẹ còn có một bè vàng để ở trong chăn đây này. Đứa nào nhanh nhẹ thì được. Vàng gì mà thối thế? Vàng bè lại chả thôi. Tao nói cho cái mặt chúng mày biết, tao có thừa tiền thừa của cải cũng không cho cái lũ bất hiếu như chúng mày. Mẹ ốm đau thì lạnh nhạt thờ ơ, đến lúc có của nải lại đến vét vơ về mình. Thử hỏi như thế đã sống có tình hay chưa? Cút mẹ chúng mày đi. Mẹ làm sao ấy? Sao răng lên rời mà hỏi? Mai kia chúng mày cũng già, cũng sẽ phải ốm đau. Nếu con cái chúng mày đối xử tệ bạc với chúng mày như thế, chúng mày nghĩ sao? Đêm nằm gác chân lên trán nghĩ thử xem, phận làm con đối xử với bố mẹ như thế có được không?